bộ sưu tập giúp cô. Thì bây giờ tôi đã nghỉ hút thuốc rồi, thành ra cái bộ sưu tập này nó cũng chỉ được để dùng để trưng bày thôi. Người nhân vật mà tôi rất là yêu thích trong cái ảnh rồi nguyên một team của Luffy ở đây, có cả Jinbe là đủ 10 người luôn đó. Ở đây á là cái tượng mà gọi là bức tranh hình cưới của hai vợ chồng. Thì biết tới tôi từ đó tới giờ, thì đây là một trong những cái bộ sưu tập giày mà nhỏ nhoi của tôi. Tổng số lượng ở đây là khoảng tầm 110 đôi. Và trong cái tổng mỏ kia thì cũng có một số nữa. Đây là một cái hộp với lại cái chữ. Thì đây là cái khu vực mà phòng khách chính. Và mình vì mình sẽ không thích cái xài cái sofa, thành ra mình sẽ sử dụng cái ghế này để mình kiểu như cho nó tiết kiệm không gian, nó thoáng chút xíu. Và nó kiểu như nó sẽ hợp với cái decor này hơn. Đó, còn đây là những thảm mộc quai. Cái rèm thì cũng là cái rèm Nike. Đây là cái rèm mà kiểu custom hơn chứ không phải là cái rèm thì của Nike. Thì quay qua đây chút xíu nè. Đây là cái khu vực mà mình sẽ show những cái thứ này cho nhỏ. Cái góc này là cái đồ, những cái đồ của Apple mình sử dụng. Thì có chỉ cái hộp từ lâu lắm rồi. Cái này là cái 3G BG. Cái này như là sạc pin và không tài được. Thì đây là tất cả những cái đời Apple mình sử dụng. Đây là tất cả những cái hộp của Zippo. Đây là tai nghe của AirPods Pro. Nó tuy mất rồi thì mình sang được là lâu lắm rồi. Còn đây, đây là bộ Paranol 1 và 2. Thì mình mua cả hai đôi, 1 và đôi 2 để mình test một lần này. Và đây là một cái khu vực mà mình rất là thích. Đây là món đồ mình rất là yêu thích được. Tại vì mình là fan tín đồ của Harman Kardon. Và tất cả những cái loa trong nhà mình, khi mà cái nối TV cũng đều là Harman, thì mình rất là thích cái chất âm của Harman. Còn đây là cái bộ sưu tập mà có lẽ nếu mà ai nhìn cái coi những vlog trước thì mọi người đã biết. Như đây, bộ sưu tập Zippo. Thì bây giờ tôi đã nghỉ hút thuốc rồi, thành ra cái bộ sưu tập này nó cũng chỉ được để dùng để trưng bày thôi. Đó. Còn rượu thì thật sự mà nói, rượu là đó giờ là người ta tạo. Chứ tôi không phải là dân rượu. Đó. Thành ra là tất cả những cái rượu mà được người ta tạo là trưng bày. Còn đây là hai cái banh của lúc mà tôi chơi banh thì tôi có mua. Đây là banh của LeBron khi mà LeBron về với Lakers. Thì đây là cái phố màu của Lakers, của cái logo của LeBron. Thế với cái banh này mua để chơi nè. Nhưng mà cái đầu gói nó không cho phép chơi nữa, thành ra còn cất luôn. Còn đây là khu vực nhà bếp. Thì khu vực nhà bếp mình cũng kiểu như không gian nó cũng nhỏ, thành ra mình sẽ kiểu như mình để nhiều thứ như thế này lắm. Đây là cái khu vực mà sửa của con tôi. Đó, toàn bộ những cái máy màu trắng đều là của nó hết. Máy tiệt trùng, máy đông nước nóng, máy đông nước nóng, máy hấp, máy tiệt trùng UV, máy pha sữa. Còn đây là sữa. Đây là cái tủ để đựng những cái đồ ăn của con mình. Từ đây là đồ slender như thế. Đó, một còn một phần từ phòng khách như vậy đó. Thì ở chung cư thì nó không có nhiều không gian lắm, mà mình sẽ cố gắng mình để mọi thứ vô một cái cách hợp lý nhất. Đây là cái khu vực mà để hình kỷ niệm của gia đình, là mình, vợ mình, con mình. Bây giờ mời mọi người đây.
người sẽ thấy ở đây là những cái thẻ. Thì đây là những cái thẻ member của mình. Tôi rất thích cái kiểu mà nằm ở dưới đất á, thành ra tôi sẽ không sử dụng giường. Cái gì nhỏ lớn mình nằm dưới đất không à. Đây là khu vực mà trưng bày những cái thứ mà gọi là yêu thích của tôi. Như là nếu mọi người thấy, mọi người biết tôi là tôi có râu trắng, tôi có cái lớp phi. Đây, đó, đây. Người nhân vật mà tôi rất là yêu thích, râu trắng. Rồi, nguyên một team của Luffy ở đây. Có cả Jinbe là đủ 10 người luôn. Đó. Ở đây Luffy xong. Và ngoài ra thì tôi có thích thêm một nhân vật nữa là Macro. Thì Macro rất là kiểu, rất là hay á, cá tính. Tôi thích là Macro. Đây là món quà của Adidas tặng. Cái đồ Supreme, đặc biệt tôi rất là thích Supreme. Thành ra tôi có những cái món đồ Supreme khá là hay. Chỉ cái màn này của Supreme chưa có vui luôn. Jessica này có cái giống của Supreme là NBA, cái bánh đó là cái bánh của Kobe. Bánh trên lòng của Kobe, cái bánh nó dễ quen được đó. Thì đây là một số những cái thứ mà gọi là toàn bộ đều là những cái thứ mình yêu thích và kỷ niệm á. Thì Cao có thể quay qua đây nè. Thì đây là cái tủ quần áo. Thì lúc nào tôi cũng tự custom hóa cái tủ quần áo của tôi một cái cách nó sao là nó cá nhân nhất á. Mình thì mình không có nhiều không gian nên mình sẽ để cái đồng hồ ở đây. cái đó là bí. Ở đây á là cái tượng mà cái là bức tranh hình cưới của hai vợ chồng. Thì chị ruột của mình trong cái lúc mà kỷ niệm 3 năm ngày cưới thì có làm cái này để cho mình đó. Đây là cái khu vực mà để đồng hồ, để mấy cái thứ lạc vặt, túi rồi này nọ. Đâu trong chùm hai tháng cứ nghe thằng chờ lên trên này đó. Đây mình sẽ đặt cái này. Mình rất thích cái phối cảnh này, đó là cái phối cảnh mà Katakuri đánh với lại Luffy ở bên chỗ của Big Mom. Đó, đây là Luffy G4. Rồi đây là Katakuri. Chỗ này là cái bình đốt chanh. Cũng là một phối cảnh giữa Luffy với Kaido đánh nhau. Và lúc nào mình cũng sẽ sử dụng cái Celtic. Và đặc biệt thì ai cũng biết mình là fan của Kobe thì đây. Đây là bức tranh mà mình đã nhờ người ta làm để gọi là sao ta tự nghiệp của mình. Thì mình muốn để riêng cho phòng mình luôn, để cho nó một cái gì đó nó bắt đầu mình cũng được nhìn thấy á, thích cái kiểu này đó. Thì đây là toàn bộ cái khuôn viên và cái căn phòng cũ đó. Thì với lại các bạn biết của tôi á, là tôi có khá nhiều xe ở đây. Đây là cái nơi cảnh của xe của tôi đó. Thì đây là những chiếc xe nhỏ. Máy vi tính thì các bạn đi đây. Vậy tôi chơi giá làm cũng khá lâu rồi. Thành ra nhiều người cũng hay hỏi tôi cái này. Đó, đây là công viên phòng ngủ của tôi. Còn ngoài đây thì một phòng học. Thì phòng của nó con là phòng nó màu xanh. Thì nó khá là dễ. Nói chung là phòng đó thì cứ là cũng máy lạnh như vậy. Đồ của trẻ em không ạ. Thì cái đơn vị mà thi công cho cái căn nhà của tôi á, đó là cái công ty thiết kế giờ thi công Ramilan, là một trong những cái công ty mà làm bây giờ là sao bạn, tôi thấy là làm cực kỳ đẹp để trang trí những ngôi nhà đó. Thực sự nhà thì ở nhà thuê thôi chứ không phải là kiểu nhà mình mua, là tôi vẫn chưa có điều kiện gì. Nhưng mà thật may mắn là gặp anh chủ nhà thì anh có một cái không gian nhà rất là ok và rất là đẹp, cho nên mình rất là thích với cái căn nhà này. Rồi, ok. Cảm ơn mọi người đã cùng nhau coi vlog này. Và trong năm nay Lâm sẽ cố gắng ra được nhiều cái vlog hơn nữa. Thì mọi người hãy cùng nhau đợi vlog xem nha. Bye.